Chào mọi người ha. Tối hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Toshiba Dynabook 2 in 1. Đây là cái mẫu mà siêu mỏng, siêu nhẹ nha mọi người, nhẹ chỉ có 1 kg, nó nằm trong cái top mà dòng 2 in 1 nhẹ nhất thế giới rồi mọi người ha. Cái màu của nó là cái màu xanh và cái vỏ hộp kim nhôm với manhê rất là nhẹ. Cái kiểu màu xanh rất là sang. Cái con máy này thì mình thấy cũng khá là đẹp á mọi người. Như vậy là tương đối đẹp rồi. Vậy bình thường cái dòng này bên Nhật người ta sử dụng nhiều, thành ra là nó cũng ít có con mà nó không có bị trầy xước. Đa số nó cũng có cái dấu hiệu đó qua sử dụng rồi. Như đây á, thì mình thấy cũng khá là đẹp. Chỉ có đây nó hơi mòn tí thôi, sơn thôi, còn lại không ăn thua gì hết. Có thể gập 360 độ ha. Màn hình thì cảm ứng. Đây mọi người ha, gặp lại như thế này đó. Phím thì đây, cái màu á, màu xanh xanh rất là sang mọi người. Ban đêm á thì vậy chứ ban ngày thì mình nhìn thấy cái màu xanh ngọc á nhìn rất là đẹp. Đây đó, màn hình thì nó có thể là quay theo cái hướng mà mình để. Màn hình này á là 12.5 inch Full HD nha mọi người. Đó, ở trên này thì có cảm biến khuôn mặt rồi tùm lum hết. Đây mọi người, cảm ứng rất là nhanh mượt nha mọi người ha. Đó, máy là cực kỳ ok luôn. Đây là cái dòng gen, khi mà mình bấm ở, mình gặp ra thì mình bấm nè mọi người nè, bấm phím ảo ha. Đây là cái dòng mà được sản xuất năm 2019 đó mọi người. Đây, và cái xuất xưởng nó rất là cao luôn. Công bố tháng 1 2019 đó, xuất xưởng nó cao lắm. Tại vì gặp mà cảm ứng rồi lại siêu mỏng, pin thì lại trâu, mà dòng này dòng thế hệ 8 nữa, giá xuất xưởng nó cao ngất luôn á mọi người. Năm 2019 tính là tiền Việt của mình rất là nhiều. Nghe giá thì ảo nhưng mà thật sự là nó như vậy á. Hôm giờ mình cũng có view mấy bài mà nói về cái giá xuất xưởng của cái dòng này nhưng nhiều khách không có tin. Nhưng mà nói có sách mách có chứng ha, nói thì phải đúng thì mới nói mọi người, chứ không phải là nói là để nói tầm bậy đâu. Mọi người có thể tham khảo thêm, nó có cái toàn bộ thông tin xuất xưởng và giá hiện tại bây giờ người ta đang sử dụng ở bên Nhật rất là nhiều. Bởi vì cái dòng nội địa là sao, nó đắt đó, thì cái chất lượng nó cao mọi người, rất là chất lượng luôn. Nó cao vậy cho nên người ta sản xuất trong nước người ta, chứ đem qua bên mình người ta sản xuất theo cái tiêu chuẩn đó thì ta bán nó cao như vậy mình mua không nổi rồi đó. Này, gặp lại, quay lên trên cho mọi người xem cái cấu hình. Nó là Toshiba Dynabook VC72M ha. i5 thế hệ 8 nè mọi người nè. Thế hệ 8 thì rất là mượt rồi. 8 CPU nè. Gặp cảm ứng mà thế hệ 8 thì mượt mọi người. RAM 8GB. Và đặc biệt là cái SSD nó là 512GB nha mọi người. Để mọi người chứa dữ liệu rồi là tha hồ thoải mái luôn. Màn hình thì đẹp, Full HD. Đây mình bấm độ phân giải màn hình cho mọi người xem. Đây nè, 1920x1080 nha mọi người. Máy là mượt lắm luôn. Cái dòng Gen 8 á, thì mượt rồi mọi người. 12.5 inch cảm biến các kiểu. Máy mỏng dánh nè mọi người. Đây nè, nhìn nè. Trời ơi, nó mỏng lắm. Đây mọi người ha, mỏng vô cùng luôn. Nhẹ chỉ có 1 kg thôi. Bắt đầu mình sẽ cân cho mọi người xem. Đây mọi người ha, giờ đưa lên cân cân. Có 1 kg à, nằm trong top laptop 2 in 1 nhẹ nhất thế giới đó mọi người ha. Và mình báo giá cho mọi người cái con Gen 8 RAM i5 thế hệ 8 mà. Nó có thế hệ 7 nữa, đừng nhầm lẫn với thế hệ 7 ha. Đây là thế hệ 8, rất là ok luôn. RAM 8 SSD là 512. Máy tương đối ok kèm với sạc Type-C. Giá máy là 6 triệu mốt nha mọi người. Máy thì tương đối ok. Đây mọi người, có sạc có ngõ USB, bên này thì sạc Type-C nè. Những cái dòng mà đời mới và những cái dòng mà siêu mỏng siêu nhẹ thì nó làm y hệt MacBook vậy đó, là có cái ngõ USB thôi và ngõ Type-C. Coi mình có gì thì mình kết nối qua những cái hub để mà mình trình chiếu như thế nào đó mọi người ha. Còn sử dụng là bình thường. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình ha. Mọi người, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Máy thật vô cùng chất lượng.